Sáng ngày 24 tháng 9 tại khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổ chức khai mạc triển lãm tranh minh họa truyện Kiều và các ấn phẩm tiêu biểu di sản văn chương Đại thi hào Nguyễn Du. Dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Quốc Vinh, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Trần Thế Dũng, lãnh đạo các sở, ban ngành. Lãnh đạo huyện Nghi Xuân có Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bùi Việt Hùng, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Trần Quỳnh Thao và các ban ngành cấp huyện. Triển lãm trưng bày 150 bức tranh truyện Kiều dưới góc nhìn Minh Triết Việt, 40 bức tranh sơn dầu của họa sĩ Tuấn Sơn, 500 ấn phẩm truyện Kiều qua các thời kỳ và di sản văn chương Đại thi hào Nguyễn Du. Thông qua đó nhằm tiếp tục tuyên truyền, quảng bá kiệt tác truyện Kiều đến với bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc, đồng thời cổ vũ thế hệ trẻ đóng góp trí tuệ, công sức xây dựng đất nước. Triển lãm là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng đến lễ kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du. Triển lãm diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến hết ngày 28 tháng 9. Trước đó, các đại biểu về dự lễ đã thành kính dâng nén hương thơm tại nhà thờ Đại thi hào Nguyễn Du để tưởng nhớ tri ân những đóng góp to lớn của Đại thi hào đối với nền văn học Việt Nam và thế giới.